Chào các em, khóa 9 của trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau qua bài 3, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet. Bài này chúng ta tìm hiểu về khái niệm web, trang web, siêu văn bản, website, địa chỉ web, cách tìm kiếm thông tin trên Internet. Bài đưa về khái niệm từ hơi hàm lâm, các em để ý lắng nghe nhé. Nào, chúng ta vào bài 3, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet. Các em được nghe câu nói thế giới trên đầu ngón tay. Câu nói này chính của ông Bill Gates. Hình ảnh bên cho chúng ta hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất, toàn bộ thế giới có thể được khám phá chỉ bằng cách nháy chuột. Thông điệp thứ hai, công nghệ giúp chúng ta làm được điều đó là World Wide Web, hay là gọi công nghệ web. Nào, em vào một, tổ chức thông tin trên Internet. A, siêu văn bản và trang web. Vậy siêu văn bản là gì? Văn bản là gì? Văn bản chỉ có một dạng dữ liệu như chữ viết, cùng lắm là hai dữ liệu như chữ viết, hình ảnh. Còn siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như chữ viết, hình ảnh, âm thanh. Người ta định nghĩa siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau và siêu liên kết, hay gọi tắt là liên kết đến siêu văn bản khác. Vậy siêu liên kết là gì? Siêu liên kết là nguồn dẫn tài liệu để khi người dùng click vào nó sẽ được dẫn đến một trang khác hoặc một vị trí nào đó trên trang web. Một siêu liên kết sẽ là một từ, một nhóm từ hoặc hình ảnh mà bạn có thể click vào đó để đi đến một trang web khác. Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet. Đó là gọi là địa chỉ trang web. B. Website, địa chỉ website và trang chủ. Website là nhiều trang web liên nhau được hỗ trợ dưới một địa chỉ. Địa chỉ truy cập chung được gọi là địa chỉ của website. Trang chủ, tên tiếng Anh là homepage, là trang web mở ra đầu tiên khi truy cập vào một website. Địa chỉ website cũng chính là địa chỉ trang chủ của website. Ví dụ, cô mở tờ báo Tuổi Trẻ. Trang đầu tiên được mở ra thì được gọi là trang chủ, homepage. Mở tiêu đề điểm chuẩn đại học 2021 sẽ dẫn đến trang web khác. Web này có thể khi là chính là báo của báo Tuổi Trẻ, có khi là trang web của trường đại học Bộ Giáo dục. Cái từ mà điểm chuẩn đại học 2021, nó là một cái từ, hay là nhóm từ, nó là một siêu liên kết. Hoặc là em nick vô cái hình mùa học bổng đặc biệt thì nó sẽ dẫn đến một cái trang web tiếp sức đến trường 2021, một mùa học bổng thật đặc biệt. Một số địa chỉ của website của mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cô ghi trên màn hình: báo Dân Trí, báo Việt Nam Express, Wiki, Answer, NASA. 2. Truy cập web. Nhìn những cái logo hình thấy quen không em? Trình duyệt web. Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng giúp người giao tiếp về hệ thống World Wide Web, truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt web thông dụng như là Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome. B. Truy cập trang web. Chúng ta có hai bước thuộc lòng. Bước 1, nhập địa chỉ của trang web vào ô địa chỉ. Bước 2, nhấn Enter. 2. Bước truy cập trang web. Số 3, tìm kiếm thông tin trên Internet.
và cái công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên internet theo yêu cầu của người dùng. Có nhiều công cụ tìm kiếm như là Google, Yahoo, Bing, Cốc. A là công cụ tìm kiếm. Google chúng ta rất là hay quen, Cốc nữa. B. Sử dụng công cụ tìm kiếm thuộc lòng có 3 bước. Bước 1. Truy cập vào công cụ tìm kiếm. Bước 2. Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa. Bước 3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách các liên kết.